Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sa Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số dê giả hạn, và tất cả các dê giả hạn này thì đều là hàng bóc rừng tỉnh Kon Tum. Thì trong đó thì đa số là cái hàng vùng Đắk Côi, còn lại là có một hai dê là vùng Gia Ly thôi. Thì em sẽ quay lần lượt từng dê cũng như là báo giá cho mọi người luôn nhé. Thì như mọi người đã biết thì ở Kon Tum thì giả hạn phân bố ở khá nhiều vùng rừng. Thì trong đó tập trung chủ yếu ở một số cái khu vực rừng chính như là vùng rừng Đắk Lây nè, rừng Gia Ly, vùng rừng Chư Mo Ray và vùng rừng Đắk Côi. Ngoài ra còn có một số cái tiểu vùng rừng khác giống như là Đắk Bờ Ne nè, rồi Ngọc Hồi, rồi Đắk Long, rồi các kiểu. Thì hôm nay là giả hạn vùng Đắk Côi nhé mọi người. Đắk Côi thì được biết đến là một cái khu vực rừng khá rộng lớn thuộc huyện Con Rẫy của tỉnh Kon Tum. Thì nơi đây thì khí hậu nắng nóng quanh năm nên là cái cây giả hạt thứ nhất là nó cũng biến đổi về thân lá để nó thích nghi với cái môi trường khí hậu khắc nghiệt. Và đó là đặc điểm thường hay thấy của cái dòng giả hạt Đắk Côi, đó là cái thân lá nó khá là cứng cáp và lá rất dày, nên là các bác anh chị mua loại này thì về trồng rất là khỏe. Và đặc biệt giả hạt Đắk Côi thì cũng thường cho hay ra rất nhiều cái mặt hoa đẹp. Hôm nay thì em đã chia ra thành từng dê luôn, thì giá dao động từ 300.000 nè, 350, 400, 500, 550. Có những cái combo kín ví dụ như là 600, 700, rồi có những cái dê lớn dê nguyên bản đây thì 800, 900, và đặc biệt cái dê đẹp nhất ngày hôm nay thì giá 900 nha mọi người. Rồi thì lúc quay thì em sẽ quay bên cạnh, đặt bên cạnh là kích thước 50cm để cho các bác anh chị chúng ta dễ hình dung được kích thước của cái dê lan mà mình mua luôn. Rồi, đầu tiên là em xin giới thiệu là cái dê số 1 nha mọi người. Rồi bên đây, bắt đầu từ bên đây trước. Đây là một dê Đắk Côi nha. Độ dài thì nó rơi vào tầm cỡ 12-13cm. Đó, đây dê cũng nù nù, rất cứng cáp nha. Dê này thì có giá 300.000. Tiếp theo là em sang dê số 2. Đó, đây độ dài này thì dài cỡ 15-16cm. Thì cũng là một cái dạng nù nù mập mập luôn. Đó. Hàng rừng nó kiểu nó nù về cái đoạn cuối nha mọi người. Tức là ở trong môi trường rừng á, thì cây nó cũng gọi là không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng giống như là lúc chúng ta trồng trong vườn. Nên là thường cái đặc điểm cây nó cũng mọc ở phía cuối. Tuy nhiên là về mọi người nếu trồng tốt á, chăm tốt thì nó sẽ mọc ra rất là nhiều nha. Nó sẽ to lên, năm sau trồng to rất là to luôn á. Về số 2 Đắk Côi giá 300. Về số 3 cũng là một dê Đắk Côi luôn. Độ dài tầm 15-16cm. Đó, và đây có cả một con kiến nhỏ dính vào đây nè. Là sọc rất mạnh nha. Rồi, 3 giá 300. Tiếp theo là dê số 4. Dê số 4 thì độ dài tầm cỡ 12-13cm. Thế dê này thì mọc theo kiểu thế cong cong rất là hay. Đó. Rồi, giá 300.000 nha. Rất xanh, sọc nè. Theo là em cái dê số 4 Đắk Côi giá 400 nha. Đâu tiếp theo là em sang dê số 5. Dê số 5 tới số 10 thì có giá 350.000 một dê nha mọi người. Dê số 5 đây. Thì độ dài nó cũng rơi vào tầm cỡ 17-18cm. Đây là cái dê nè. Thân già rất nhiều, cây cũng nù mập khỏe. Rồi, dê số 5 giá 350. Tiếp theo là sang dê số 6. Thì độ dài tầm 17-18cm. Đây. Này thì cũng nù mập luôn, đốt ngắn. Đắk Côi số 6 rất đẹp nè. 350. Tiếp theo là em sang về số 7. Độ dài thì nó rơi vào tầm 20-21cm. Sọc trắng nè. Cái đặc điểm sọc trắng thường được các bác anh chị chúng ta thích sưu tầm về. Nó cũng là một trong số những cái đặc điểm mà nó làm đẹp với cái ngoại hình của cái dê lan. Đây, đốt ngắn nù mập đây. Thì số 7 này giá 350. Tiếp theo là sang dê số 8. Thì độ dài tầm cỡ 19-20cm. Dê này khá là tím này. Cũng sọc trắng rất nhiều trước mặt sau đây. Rồi dê số 8 này giá 350 Đắk Côi nha. Tiếp theo là dê số 9. Độ dài tầm cỡ 25-26cm, giờ này khá là dài đây. Thân thì thân lá xanh, khá là xanh. Rồi giờ số 9 này thì có giá là 350 luôn. Tiếp theo là em sang về số 10.
Đây, số 10 đây, thân tím nè, lá cũng rất là dày, lá tím tím nè, cũng nù mập khỏe. Rồi về số 10 giá 350 luôn. Bây giờ em sang tiếp theo là cái loại 400 ngàn một dê nhé mọi người. Độ dài dê số 11, đây cũng là dê đắc cô luôn, dài tầm 29-30 cm, lá xếp đều nè, dê nó đây. Rồi số 11 giá 400. Thì hàng trên rừng bà con người ta đi sao về thì em để nguyên y chang vậy nhé mọi người, không có gọi là cắt tỉa bất cứ cái thân già nào, để nguyên hiện trạng luôn. Dê số 12 thì dài cỡ 19 cm, dê này có những cái lớp rong rêu rừng đang còn bám vào nè, nguyên một cái mảng bám vào thân cây. Rồi dê số 12 này giá 400 luôn, khá là đẹp, nù mập. Tiếp theo sang dê số 13, đây là dê lá xếp rất đều đẹp nè, độ dài tầm ở 23-24 cm, phía mặt sau đây tươi rói luôn. Giờ này thì không có gì để chê cả, đắc côi luôn. 14 cũng là một giờ đắc côi luôn, độ dài thì tầm 21-22 cm, lá này lá mọc ngang ra nhìn rất là hay, mấy cái lá kia mọc xuôi xuôi xéo xéo, cái lá này mọc ngang ra. Rồi giờ số 14 này giá 400, tươi xanh. Tiếp theo là sang dê số 15 nhé mọi người. Dê số 15 đây là một cái dê rất là dài, dài tới 31-32 cm luôn. Đây cũng là dê khá là to, cũng nù mập đốt ngắn nè, lá nó cứng ngang qua luôn. Dê này thì thắt ngọn rồi mọi người, cái lá ngọn thắt lại rồi. Việc về giờ về chỉ cái việc chăm và chờ hoa thôi. Dê số 15 này giá 400 nhé. Dê số 16, đây là dê rất là đẹp, lá xếp từ đầu tới cuối nha, dài tầm cỡ 25-26 cm, đều thẳng tắp luôn, nù mập đốt ngắn, sọc rất là mạnh, thân tím tím nè. Rồi về 16 này giá 450. Tiếp theo là em sang cái loại giá 500 nhé. Đầu tiên là về số 17, độ dài tầm cỡ 27-28 cm, thân da rất là nhiều nè, 1, 2, 3, 4 cái thân da, thân da đỏ âu. Đó, để các bác anh chị thích săn những cái mặt hoa hồng, những mặt hoa bệt thì có thể chúng ta săn những cái da như vậy. 17 giá 500, thì độ dài đâu rồi, tầm 30-31 cm, nù mập nhé mọi người, đốt rất là ngắn này, tổng thể của da như vậy. Rồi 17 giá 500. Theo sang dê số 18. 18 thì độ dài tầm cỡ 31-32 cm. Đây cũng là một cái dê nù mập đốt ngắn nè. Ngọn đây. Thế mọc cong cong rất là nhiều thân da luôn. 1 2 3 4 5 6 7 cái thân da thì cái dê này cực kỳ khỏe. Thân da cái nào cái đó đỏ âu nè. Rồi 18 giá 500 nha. Tiếp theo là em sang dê số 19. Dê số 19 này thì độ dài tầm phải tầm 4-45 cm luôn, lá xếp đều từ đầu tới cuối. Đó. Rất là dài. Mặt sau này, đẹp. Rồi dê 19 này có giá 500 thôi, đem nguyên cái mảng bóc trên cây về. Chính giá 500. Tiếp theo là sang dê số 20. Thì độ dài tầm cỡ 30 cm, lá xanh bóng, nù mập đốt ngắn nha, mặt sau đây. Rồi 20. Tiếp theo là em sang cái loại giá 550 nha mọi người. Rồi đầu tiên là về số 21. Về số 21 này thì cái độ dài nó rơi vào tầm cỡ 33-34 cm, lá đây, thân nù mập đốt ngắn, lá tươi xanh cứng luôn, trong đứng hay trong dọc gì cũng được hết mọi người. Rồi về 21 này giá 550 nha, cái lá đâu nhìn giống hình trái tim. Tiếp theo là sang về số 22 thì độ dài tầm cỡ 34 cm,
Giờ này thì cũng là một giờ đã côi luôn. Này giờ là đã côi hết nha mọi người. Nù mập nè, rất là nù. Nhìn ú ù đã lắm. Trong những giờ này về làm giống rất là tuyệt vời. Giá 550, thân da thì đỏ âu. Cái giống thân nù đốt ngắn này rất là sai hoa nha mọi người. Rồi, 22 giá 550. Thân nù đã cân cáp lắm. 23. Tiếp theo là em sang về số 23. Đây, độ dài thì cũng tầm cỡ 30 cm đó. Giờ nó mọc cong cong á, nó giả đều rồi. Giờ này rất là nù. Nù ú ù luôn. Thân lá này dán mọc cong cong này. Nguyên một cái vòm rễ bám vào trong một cái mảng cây này. Người ta bóc ra. Nù mập. Rồi giờ này về chờ hoa thôi. Rất là đã. Về số 23 này giá 550 nha mọi người. Tiếp theo là em sang về số 24. Thì độ dài nó rơi vào tầm cỡ 33-34 cm. Đây. Về nó đây. Cũng nù mập, sọc trắng rất là rõ, tươi rói. Nguyên cái bộ rễ hoành tráng này. Vẫn còn lớp rong rêu nè, lớp rong rêu, lớp vỏ cây dính vào. 24 đắc côi này giá 550 luôn nha mọi người. Rồi, tiếp theo là em sang cái loại combo. Thì vừa rồi là về số 24, còn đây là cái combo số 24 nha mọi người. Đáng lẽ là combo số 25 nhưng mà em ghi nhầm thành combo số 24 luôn. Combo số 24 thì gồm 1 2 3 4 5. 5 cục nguyên bản nha mọi người. 2 3 4 5 cục nguyên bản giá 600.000. Thì đây. Một cục kiến nè. Hai cục kiến nè. Ba cục kiến nguyên bản nè. Đã coi nù mập không á? Bốn cục kiến nguyên bản nè. Năm cục kiến nguyên bản nè. Rồi. Combo 24 gồm 5 cục nguyên bản giá 600. Tiếp theo là combo số 25 cũng 5 cục nguyên bản luôn, giá cũng 600. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Rồi, combo 25 5 cục nguyên bản giá 600 luôn. Tiếp theo là combo 26 thì nó gồm 5 dề nha mọi người. Và combo này 5 dề rời thôi, nhưng mà là 5 dề kiến rất là đẹp. Đây. 1 dề nè. 2 dề nè. 3 dề nè. 4 dề nè. 5 dề. Rồi, tương đương với 150 một dề nha. Đó, combo 26 này là 750. Tiếp theo là em sang cái dề số 27. Đây là một cái dề nguyên bản. Và đây là cái dề giả ly duy nhất trong ngày hôm nay nha. Đó, 27 này thì cái độ dài của nó phải tầm cỡ 43-44 cm đó. Nguyên bản bám chắc chắn vào một cái khúc cây rừng nè. Nó về mọi người chỉ viết treo lên thôi. Đó. Thân lá còn tươi rói. Về mọi người chỉ viết treo lên chờ hoa thôi mọi người. Rồi 27 gia ly giá 800. Tiếp theo là 28. Đây là một cái dề nguyên bản đắc côi giá 900. Thì cái dề này rất là đặc biệt. Cái thân mọi người để cái thân nó nè, tím nè. Đốt ngắn tím, lá tím luôn. Thì đây, bên đây cũng vậy. Thân cũng tím để cho các bác, các anh chị thích săn những cái mặt hoa hồng, hoa bệt thì thời mua giờ này nha. Và giờ đây, với cái mảng bám vào cái lớp vỏ cây nè. Bà con người ta không chặt được cái cây lớn á, người ta chỉ chặt được cái mảng thôi. Vẫn còn những cái lớp rong rêu trong rừng nè. Giờ đây nhìn rất là nghệ thuật luôn. Thì độ dài của một cái thân thì nó rơi vào tầm chắc cỡ hơn 20 cm nha, 22-23 cm. Thì cái dề kia, dề còn lại chắc cũng tầm cỡ 20 cm. Đã, nù mập, nguyên bản, thân tím nè, tím rịm đã. Ồ, màu tím, rất là đẹp luôn. Rồi, dề số 28 này giá 900, nguyên bản nha. Cuối cùng là cái dề đẹp nhất ngày hôm nay. Thì VIP số 29. Thì độ dài của cái dề này thì nó rơi vào tầm cỡ
50 53 cm đó. Đây, thân đỏ từ đầu tới cuối luôn. Và lá xếp nha mọi người, nhìn cái bộ thân da nè. Đỏ chép hoành tráng lắm. Lá xếp nè, nù đốt ngắn, nù mập đốt ngắn. Mặt sau nha. Đây, nhìn mặt sau mới đã. Uống nụ rất là đẹp. Nguyên một cái mảng nè, còn lớp vỏ cây rừng nó dính vào. Để đây, bộ rễ rất là khỏe. Rồi, cái dê VIP 29 này thì có giá là 900 ngàn nha mọi người. Đó, giá cũng khá là mềm. Rồi, các bác các anh chị có nhu cầu mua dê nào cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề nha. Thì ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn nhanh nhanh. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Được kiểm tra hàng thoải mái. Còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nha. Đó, đối với khách mua lần đầu, còn khách quen thì chỉ cần nhắn tin chốt đơn ok là em gửi đi bình thường nữa. Rồi, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu ạ. Rồi, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các clip về những cái loại lan rừng tiếp theo của kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên ạ.